Cũng tại Đà Nẵng, sáng qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô trên đường Trường Chinh, quận Thanh Khê, khiến tuyến đường này bị ách tắc dài gần 2 km. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 sáng, xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 43A21239 đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc, do tránh một xe máy đi cùng chiều đã bị xe tải phía sau tông văng qua bên kia đường. Sau đó, xe con tiếp tục va chạm với xe tải biển kiểm soát 43C10747, khiến cho xe này tiếp tục tông vào xe tải biển kiểm soát 43C10747. Vụ việc khiến 4 xe ô tô bị hư hỏng nặng, tuyến đường bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Thanh Khê đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra xử lý vụ việc.